Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Danh tính nữ MC gợi cảm âm thầm sinh con đầu lòng cho ca sĩ Sĩ Luân sau 7 năm yêu nhau. Phương Thảo vừa hoạt động trong lĩnh vực dẫn dắt chương trình, vừa làm công việc dạy ngoại ngữ, là nghệ sĩ khá kín tiếng đời tư. Chiều ngày 19 tháng 3, Sĩ Luân khiến cho nhiều đồng nghiệp và khán giả bất ngờ khi xác nhận đã có con gái đầu lòng tên An Nhiên. Trên trang cá nhân, anh chia sẻ hình ảnh cô con gái xinh xắn, bụ bẫm kèm dòng trạng thái như sau: hôm nay con vừa tròn 1 tháng tuổi, do dịch bệnh lớn quá nên ba không dám làm tiệc mừng mọi người. Con cảm ơn những lời chúc của cô chú, bác gì ạ. Sau khi con gái tròn 1 tháng tuổi, Sĩ Luân và Phương Thảo mới chia sẻ tin vui đến mọi người. Bé An Nhiên là thành quả yêu thương của Sĩ Luân và bạn gái tên Phương Thảo trong suốt 7 năm qua. Qua tìm hiểu, được biết giọng ca sinh năm 1982 quen biết Phương Thảo trong một lần cả hai đi thiện nguyện tại chùa. Lúc mới gặp mặt, Sĩ Luân đã có những thành tựu nhất định trong sự nghiệp, còn cô gái kém anh 12 tuổi vẫn đang là sinh viên năm 2 ngành quản trị kinh doanh. Qua quá trình tiếp xúc, Phương Thảo chinh phục Sĩ Luân bởi vẻ ngoài dễ thương cùng tính cách gần gũi. Khi chính thức nhận lời yêu, Phương Thảo có chút ái ngại về khoảng cách địa vị với bạn trai, và để tránh gây ồn ào, cả hai chọn cách không công khai mối quan hệ, dù thỉnh thoảng có đi tham gia game show truyền hình cùng nhau. Sau khi tốt nghiệp, Phương Thảo xây dựng hình tượng một cô nàng gợi cảm, hiện đại, chuyên dắt sự kiện, dạy thêm ngoại ngữ, do am hiểu nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, vân vân. Dù công việc có liên quan đến môi trường nghệ thuật, song cô tự nhận thân vận động và phát triển chứ không dựa vào mối quan hệ của bạn trai. Đồng thời rất ít dịp Phương Thảo nhận lời làm MC trong các chương trình có Sĩ Luân biểu diễn. Phải đến tận cuối tháng 8 năm 2019, Sĩ Luân mới lần đầu thừa nhận có người yêu. Lâu lắm sau khi bức hình thân thiết giữa anh và Phương Thảo xuất hiện trên mạng xã hội. Nhưng suốt nhiều tháng sau đó, ca sĩ "Anh yêu em nhiều lắm" và cô MC xinh đẹp cũng hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm với truyền thông vì muốn giữ sự bình yên trong mối quan hệ. Hiện tại Phương Thảo đang tạm dừng công việc để dành nhiều thời gian chăm sóc con. Về phía Sĩ Luân, anh vẫn sáng tác nhạc và tham gia các buổi biểu diễn phù hợp. Dù học về ngành quản trị kinh doanh, nhưng sau khi ra trường, Phương Thảo thử sức với công việc MC và dẫn dắt khá nhiều sự kiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cô còn dạy ngoại ngữ để kiếm thêm thu nhập. Dù có người yêu dày dặn kinh nghiệm trong màn giải trí trong suốt nhiều năm qua, cô tự thân vận động chứ không dựa dẫm vào danh tiếng hay mối quan hệ của Sĩ Luân. Hình ảnh chụp chung hiếm hoi mà Sĩ Luân, Phương Thảo thoải mái tiết lộ trong suốt 7 năm yêu nhau. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.